mà trong khi đấy ấy, mình vừa đẹp vừa xinh vừa nhỏ nhắn các bạn ạ. Thì để cho người ta nói dối một tí chứ. Rồi các bạn ơi, và đây là em mình các bạn nha. Rồi eo ơi, mặc cái áo còn hở rốn nữa các bạn ạ, lại còn mặc áo màu đỏ cơ. Rồi ok, nè nè nè, mình sẽ dí vào bụng em mình đấy. Ấy, đấy các bạn ơi, đấy núng ní nữa chưa. Em ơi là em ơi, em phải thay đổi bản thân đi em ạ. Em biết rồi chị ơi, chị đừng có mà dí bụng em nữa, không em lại đói bây giờ. Lại đói? Ôi ơi các bạn ơi, em mình vừa ăn nguyên một con gà xong các bạn ạ. Mà không phải gà bình thường đâu, gà này là gà đà điểu ấy các bạn nhá. Rồi chim đà điểu nó giống con gà mà các bạn. Rồi ok, vừa ăn xong mà bây giờ kêu đói rồi. Ok chị này buồn cười thật, đừng nói xấu em trước các bạn chứ. Ok ok, chị sẽ nói đẹp em. Em mình vừa ăn xong con gà các bạn nhá, con gà nó nhẹ thôi, chỉ 14 cân thôi các bạn ạ. Rồi và cân nặng của em mình bây giờ là 230 cân các bạn nhá. Em nghe thì thế đã sốc chưa? Sốc quá sốc rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ cho em mình đi tập gym các bạn nhá. Ok, rồi tập gym nhá, tập gym nè. Wow, đây là phòng tập gym này các bạn ơi. Rồi ok, em mình đang tập gym. À không, em mình chưa tập gym mà em mình đang đứng đây ngơ ngơ. Chị ơi, đây là đâu? Đây là đâu? Đây chính là phòng tập gym các em ạ. Vậy sao? Hình như em không đẻ ra ở nơi này. Ôi đúng rồi, em có đẻ ra đây này đâu. Em đẻ ở trong bệnh viện các em ạ. Rồi ok, nhưng mà bây giờ các bạn nhìn thấy này, ở dưới là có dây nè và có giày nè, tức là chạy bộ ấy các bạn, và tập tạ nhá. Tuy nhiên ấy thì bây giờ mới chỉ có mở dây ra thôi, bởi vì sao? Bởi vì là ít tiền quá mà, thế nên ấy là chỉ mua được cái dây thôi. Ok, lấy cái dây nè. Wow, đây. Nếu mà em mình á tập nhảy dây á được càng nhiều thì em mình sẽ càng gầy các bạn nhá. Ok, rồi ok, nhảy dây nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ em mình bắt đầu nhảy nè. Úi giời ơi, mới mà bắt đầu nhảy mà đã gì mà đã ngã rồi em ơi. Rồi ok. Rồi 1 2 3. Wow, ôi nhảy đi ái rồi, lại ngã rồi. Ôi cố gắng lên em nha. Úi giời ơi các bạn ơi, yêu ái nhảy ơi, ái nhảy ơi, ái nhảy ơi. Ôi em mình ơi các bạn ơi, em mình nhảy mà cứ như mình nhảy các bạn ạ. Úi giời ơi, càng ngày nó càng nhanh hơn các bạn ơi. Ái mắc 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 mắc. Rồi ok. Rồi ơi, nhanh nhanh nhanh. Ui ta, ôi trời ơi, gã rồi. Rồi các bạn ơi, rồi cố gắng lên, sắp đổ mồ hôi hột ra rồi đấy em ơi. Nào em cố gắng lên, về nào em ơi. Rồi ơi các bạn ơi, em mình cân nặng quá rồi em. Ấy trời ơi, lại ngã. Rồi cố gắng lên em nha. Rồi ok, nè 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 nè. Úi rồi ơi, nào cố lên. Em mình tập thể dục mà cứ như mình tập ý các bạn ạ. À. Rồi khi mà em mình ấy tập ấy thì sẽ giảm cân các bạn nha. Ôi giời, khi nào trở thành người đẹp thì thôi các bạn ơi. Rồi ok. Rồi cố lên, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào em ơi, cố lên nào. Rồi em mình ấy có vẻ đang rất yêu đời đấy các bạn ơi. Chị ơi, em mệt quá rồi chị ơi, cho em thoát đi chị ơi. Không được, bây giờ em vẫn đang tập ấy, em phải cố gắng lên chứ. Ngã bao nhiêu lần đấy không ăn thua gì hết. Cố lên, ngã 10 lần mới ăn thua cơ. Rồi, em mình ấy, bây giờ ấy, ngã tí nữa thì dùng gần hết răng rồi các bạn ơi. Rồi, quát một hồi hồn rồi. Yeah. Rồi ok, yêu. Nào cố lên, cố lên nè. Yêu, cố lên nè. Ui, càng ngày càng nhanh các bạn ơi, càng ngày càng nhanh nè. Uầy, cái dây càng ngày càng nhanh. Em mình bây giờ ấy, thở không ta hơi nữa rồi. Yeah, chỉ còn một tí nữa thôi, cố gắng lên em nhá. Cố lên tí nữa thôi, tí nữa thôi. Ôi, lại gà. Rồi, yeah. Các bạn ơi, sau khi mà em mình tập luyện xong ấy, còn được tiền các bạn ạ. À. Em ơi, vừa tập gym mà vừa được tiền cơ, mới kinh chứ. Những cái giọt mỡ mà rơi ra từ trong người đó là tiền các bạn nhá. Ok, 10 đồng tiền vàng nè. Chị ơi, cứ tưởng thế nào, hóa ra là mệt bỏ hơi tay. Wow, nhưng mà em có biết không, là bây giờ em đã giảm rất nhiều cân rồi. Bây giờ em chỉ có 227 cân thôi. Yeah, đói rồi phải không em ơi? Chị ơi, cố
cầm một vốc đấy nó phát phát mồm hết luôn các bạn ạ. À. Wow, ăn xong mà còn phải nghỉ ngơi nữa cơ các bạn ơi. Rồi ok. Ngủ nè, ngủ nè. Ôi, ngủ trên giường ấy hơi bị tích luôn các bạn ơi. Rồi ok, em mình ơi sẽ ngủ trong vòng 8 phút các bạn nha. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ơi, cái thằng này nó ngủ mà nó ngáy kinh trời các bạn ạ. À. Sao mà nó ngáy gì mà nó ngáy ghê gớm thế nhở. Ôi dồi ôi, ngủ nhanh lên, dậy đi rồi còn tập gym em ơi. Rồi, nó lại dậy rồi các bạn ơi, yeah. Và bây giờ thì em mình sẽ tập thiền các bạn nha. À đây không phải tập thiền các bạn ơi, mà tập đứng hình luôn, ok. Nào, đứng hình nè, ui dồi ôi, đứng hình. Bắt đầu. Đứng im. Ui giời ơi, đứng im cơ mà. Chị bảo em đứng im cơ mà. Rồi ok. Đứng im. Đứng im. Em chịu hết nổi rồi chị ơi. Cố lên em ơi, cố lên. Ui, tay để đung đưa này các bạn ơi. Em mình tập mà cứ như mình tập luôn đấy các bạn ạ. À. Hơi bị hết hồn luôn đấy các bạn ơi. Rồi, phải hết thời gian em nha. Phải cố gắng lên, không thì để hết thời gian đi. Không rồi, em có thể làm gì thì em làm. Người em mà nhẹ nhàng rồi, em thích làm gì em làm luôn em ạ. Rồi, cố gắng lên. Cố lên nào, cố lên. Lại ngã rồi các bạn ơi. Rồi, ok, 1, 2, 3, let's go. Mình giữ bụng đó và bây giờ ơi, mình sụn hết tay rồi các bạn ơi. Trời ơi, mệt ơi là mệt luôn đi các bạn ơi. Rồi ok, cố gắng lên nha em nha. Em ơi. Rồi, cái môn này nó không phù hợp với em mình các bạn ơi. Bởi vì sao? Chân em mình to như cột đình ấy. Thì làm sao mà đứng im thế này được. Nó đung bên này, nó đung bên kia, rồi nó đổ một cái thì sập cả nhà luôn đấy các bạn ạ. Ok nha, thì bây giờ mình sẽ làm cái gì đây ta? Ok, tập thiền thì không được này, lại đi ngủ nữa hay sao? Không được. Thế nào em ơi, em muốn làm gì đây? Chị ơi, em mệt quá rồi, hay cho em đi ngủ nữa đi. Lại đi ngủ? Không được đi ngủ đâu. Bây giờ em phải tập nhảy dây tiếp nha. Rồi, tập nhảy dây tiếp này các bạn ơi. Rồi, ok, em mình sẽ tập nhảy dây tiếp. 1, 2, 3, let's go. Úi giời ơi, cố gắng lên em ơi. Úi, cố gắng lên, nào nè. Úi giời ơi, các bạn ơi. Hạnh phúc quá. Em mình ấy bây giờ càng ngày càng giảm được cân rồi các bạn ơi. Wow, nhảy hơi bị điêu luyện đấy. Yeah, úi giời ơi, úi giời ơi. Rồi, ok. Ý. Nhưng mà trong em mình ấy nhảy cực kỳ buồn cười lên các bạn. Lại cả. Rồi lại nha em nha. 3, 2, 1, let's go. Rồi ok. Nè. Rồi. Rồi ok. Úi giời ơi. Rồi ok. Cố lên nào. Úi giời ơi, toát mồ hôi rất là nhiều luôn các bạn ơi. Chứng tỏ là sao? Chứng tỏ là em mình rất giỏi luôn. Rồi ok. Nào để xem nào. Rồi, em mình có vẻ toát mồ hôi khá nhiều rồi đấy các bạn ơi. Tập nốt một lần này nữa nha là thôi nha các bạn nha. Rồi, ok. Em mình bây giờ cười hớ hớ rồi các bạn ơi. Không còn ủ rột nữa rồi. Rồi, ok. Bây giờ ơi, sau khi mà mình mở được cái đôi giày của mình ra, à không, của em mình ra, thì mình sẽ cho em mình chạy bộ các bạn nha. Úi giời ơi, đây các bạn ơi. Rồi ok, nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên. Úi giời ơi, rồi, lại nào. Bắt đầu. Cố lên, chạy nhanh nữa lên, rồi cố lên, ui lại nhảy, lại ngã rồi các bạn ơi, rồi ok,
Ấy lại gã, lại gã rồi. Lại nha các bạn nhá. Ok. Chị sẽ cho em nghỉ ngơi một tí nha. Rồi cho em lên giường ngủ luôn đi các bạn ơi. Rồi. Mới nhảy lên giường cái đã ngủ luôn rồi các bạn ạ. Ok nha. Vậy là các bạn biết không, buổi tập gym ngày hôm nay em mình từ 230 cân giảm xuống còn 225 cân các bạn nha. Kinh chưa 5 cân trong vòng 1 ngày luôn đấy các bạn. Vậy là nhờ với sự giúp đỡ của Hà Sam mà em trai Hà Sam ấy đã có một thân hình vẫn béo như thế các bạn ạ. Giảm được 50 cân. Thế nhưng mà em vẫn hơn 200 cân các bạn ơi. Vẫn béo ú. Và em chắc chắn ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa thì Hà Sam sẽ mang em mình, lôi kéo em mình đến phòng tập gym nữa nha. Và video của Hà Sam đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye các bạn.